chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Nhất, Toronto bác bỏ đề nghị cho phép uống rượu trong công viên vào mùa hè này. Thứ hai, Ontario ít nhất ca nhiễm COVID-19 trong gần 3 tuần. Thứ ba, 80 những người vừa đến Canada tự cách ly khẩn cấp sau khi bùng phát COVID-19. Thứ tư, tin thị trường bất động sản, thị trường cho thuê của condo quý 1 năm 2021. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, Toronto bác bỏ đề nghị cho phép uống rượu trong công viên vào mùa hè này. Có vẻ như thành phố Toronto sẽ không bật đèn xanh cho một dự án thí điểm được đề xuất cho phép người dân uống bia và rượu trong các công viên và bãi biển công cộng vào mùa hè năm nay. Nếu được chấp thuận, sẽ cho phép công chúng uống một số đồ uống có chất cồn trong công viên và tại các bãi biển có tiện nghi phòng tắm trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Hiện nay, tại Toronto, uống rượu trong công viên bị cấm và bất cứ ai bị bắt gặp có một thùng bia rượu mở ra có thể bị phạt $300. Thị trưởng John Tory trước đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thay đổi luật, nhưng khi được hỏi về vấn đề này vào đầu tháng này, ông cho biết ông tin rằng tốt nhất là nên giữ lại bất kỳ thay đổi nào cho đến khi có thể tiến hành xem xét đầy đủ, có thể là sau khi đại dịch kết thúc. Tin thứ hai, Ontario có ít ca nhiễm COVID-19 trong gần 3 tuần. Tỉnh bang có 3.265 trường hợp COVID-19 mới và 29 trường hợp tử vong vào hôm thứ Ba. Tỉnh bang báo cáo tỷ lệ dương tính với xét nghiệm là 10.2%, giảm so với tỷ lệ 10.9% một ngày trước đó. Có 1.044 trường hợp mới ở Toronto, 673 ở Peel, 452 ở vùng York, 171 ở Durham, 150 ở Ottawa. Hiện có 2.336 người nhập viện tại tỉnh bang do COVID-19 với 835 người trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là lần đầu tiên sau 3 tuần số lượng bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt không tăng lên từng ngày như trước đây. Chính phủ liên bang đã chấp thuận yêu cầu từ tỉnh bang để hỗ trợ quân sự và hỗ trợ trong việc đối phó với sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 và các trường hợp nhập viện ngày càng tăng. Tin thứ ba, 80 nhân viên bưu điện Canada tự cách ly khẩn cấp sau khi bùng phát COVID-19. Khoảng 80 nhân viên của bưu điện Canada đang tự cô lập sau khi bùng phát COVID-19 được công bố tại cơ sở Gateway West ở Mississauga. Y tế công cộng vùng Peel đã yêu cầu các nhân viên vào ca chiều tại 4567 đường DC rời khỏi nơi làm việc và tự cô lập trong vòng 10 ngày. Trong 7 ngày vừa qua, Bưu điện Canada cho biết 12 nhân viên làm việc tại địa điểm trên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trước đây, cơ sở này đã bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát COVID-19 lớn vào hôm tháng Giêng. Trong đó, hơn 200 nhân viên đã có kết quả dương tính. Tin thứ tư, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin của thị trường bất động sản. Thị trường cho thuê condo quý 1 năm 2021. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, trong quý 1 năm nay có tổng số 13.168 đơn vị condo được cho thuê, tăng 81.6% so với quý 1 năm 2020 với 7.251 đơn vị. Số lượng condo được đưa ra thị trường cho thuê trong quý 1 năm 2021 tăng 78.8% so với quý 1 năm 2020. Nhu cầu cho thuê mạnh mẽ cũng cho thấy rằng sự phục hồi kinh tế rộng rãi hơn với những người sẵn sàng ký hợp đồng thuê và họ tin tưởng vào triển vọng công việc và thu nhập trong tương lai của họ. Giá cho thuê trung bình cho condo một phòng ngủ giảm 16.8% từ 2.187 xuống còn 1.820. Giá cho thuê trung bình cho condo 2 phòng ngủ giảm 13% từ 2.812 xuống còn 2.447. Giá cho thuê trung bình tiếp tục bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Nhân viên nhân phòng làm việc tại nhà. Nhiều condo chuyển sang cho thuê dài hạn thay vì ngắn hạn do những luật lệ ràng buộc thay đổi. Do nguồn cung cao dẫn đến giá cho thuê thấp. Tuy nhiên, trong năm nay 2021,
Và thậm chí vào năm 2022, số người nhập cư, di cư, du khách đến Canada, du học sinh trở lại và nhân viên quay trở lại cơ sở làm việc thúc đẩy nhu cầu cho thuê tăng cao. Cũng trong quý này, 777 condo townhouse được cho thuê tăng 37.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái là 567 đơn vị. Tổng số condo được đưa ra thị trường trong quý 1 năm nay là 28.784 đơn vị, tăng 38.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái là 16.099 đơn vị. Nhu cầu và giá cho thuê condo chung cư trung bình trong quý 1 được chia ra như sau. Thứ nhất, Bachelor, 527 đơn vị cho thuê, tăng 75.7% so với 300 đơn vị trong quý 1 năm 2020. Giá cho thuê trung bình là 1.404 đô la, giảm 23.8% so với 1.843. Thứ hai, condo một phòng ngủ, 7.904 đơn vị cho thuê, tăng 83.5% so với 4.307 đơn vị trong quý 1 năm 2020. Giá cho thuê trung bình là 1.820, giảm 16.8% so với 2.187. Hai phòng ngủ, 4.114 đơn vị cho thuê, tăng 79.4% so với 2.460 đơn vị trong quý 1 năm 2020. Giá cho thuê trung bình là 2.447, giảm 13% so với 2.812. Ba phòng ngủ, 323 đơn vị cho thuê, tăng 75.5% so với 184 đơn vị trong quý 1 năm 2020. Giá cho thuê trung bình là 3.127, giảm 12.3% so với 3.567. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà của Team Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách về quê học cho Team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.